Đối với hoạt động du lịch, các sản phẩm lưu niệm quà tặng là một trong những yếu tố quan trọng tạo dấu ấn cho điểm đến, tăng sức hút hấp dẫn du khách. Phát triển thương hiệu, sáng tạo các sản phẩm quà tặng đang được ngành văn hóa của tỉnh cũng như các chủ thể, đơn vị doanh nghiệp quan tâm với mong muốn phát triển kinh tế du lịch, đồng thời khẳng định bản sắc văn hóa vùng đất tổ. Hợp tác xã Nông Thương Đất Tổ, xã Hùng Việt, trung bình mỗi tháng sản xuất, cung cấp ra thị trường khoảng 3.500 chiếc bánh chưng. Để từng bước khẳng định thương hiệu, năm 2022, hợp tác xã đăng ký chương trình OCOP với sản phẩm đặc trưng của làng Cát Trù là bánh chưng. Sản phẩm này cũng đã được thiết kế các mẫu quà tặng độc đáo, truyền tải những thông điệp văn hóa đất tổ đến với khách du lịch. Chuẩn bị cho lễ hội dỗ tổ mùng 10 tháng 3 thì chúng tôi cũng đã bắt đầu đưa ra ý tưởng về một loại sản phẩm là quà tặng du lịch, thì nó đặc trưng hơn và nó phù hợp hơn. Cụ thể là sẽ làm những chiếc bánh chưng nhỏ với thiết kế hộp mang màu sắc và hình tượng tượng trưng của chiếc mũ miệng của vua Hùng. Hiện nay, toàn tỉnh Phú Thọ có 139 sản phẩm công nhận sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao trở lên. Việc lồng ghép giới thiệu, bán sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản đặc trưng gắn với không gian trưng bày, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch và tư vấn dịch vụ, tour tuyến du lịch đang được tích cực triển khai. Sản phẩm OCOP sẽ góp phần làm phong phú cho chương trình du lịch, tạo ấn tượng tốt cho du khách. Mình từ trong Nam đi ra nhưng mà thực tế tới đây xem cái hàng hóa này khác là thì cũng thấy rất là ấn tượng và cũng có những cái rất là cần thiết khi mình vào những cái cơ sở như thế này để mua những cái hàng hóa về mà sử dụng thì đúng là nó rất là có chất lượng và yên tâm. Cùng với sản phẩm OCOP, hành trình du lịch về đất tổ, du khách đã được tiếp cận gần hơn với các sản phẩm quà tặng lưu niệm cao cấp như các sản phẩm gốm sứ, các sản phẩm quà tặng với những hoa văn, hình tượng tiêu biểu của thời đại Hùng Vương như Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, Tổ Mẫu Âu Cơ, Hùng Vương, biểu trưng trống đồng, hoa văn trên trống đồng, hình ảnh đền Hùng. Đây là những món quà ý nghĩa cả cho du lịch và ngoại giao, làm tăng sức hấp dẫn cho chuyến hành hương viếng thăm vùng đất tổ vua Hùng. Đối với đội ngũ mỹ thuật và họa sĩ của chúng tôi thì chúng tôi cũng đã khuyến khích và anh em đội ngũ họa sĩ đó là phát triển ý tưởng ngoài những cái tác phẩm chính về những cái tích lịch sử đền Hùng thì sẽ phát triển thêm những cái họa tiết về những danh nhân văn hóa rồi là những cái địa danh, những khu di tích. Trong thời gian sắp tới thì tỉnh Phú Thọ cũng tổ chức dỗ tổ Hùng Vương năm 2023 và tuần văn hóa du lịch đất tổ. Thì tại chuỗi các sự kiện này thì các quà tặng du lịch Phú Thọ cũng đã được bày bán và cung cấp đến du khách, đặc biệt là dự kiến tổ chức hội chợ du lịch Tây Bắc cũng như là liên hoan văn hóa ẩm thực đất tổ. Chỉ còn hơn một tháng nữa là tới giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội đền Hùng năm Quý Mão 2023. Năm nay, dự kiến lượng khách về Phú Thọ sẽ tăng cao. Do đó, việc tạo ra những sản phẩm lưu niệm mang dấu ấn và đặc trưng của vùng văn hóa đất tổ Hùng Vương sẽ góp phần không nhỏ trong việc quảng bá hình ảnh đất và người Phú Thọ đến với du khách. Đồng thời, góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp không khói của tỉnh.